Rồi, mẹ ơi, mẹ, mẹ, cái này chụp kiểu như kia. Con á? Dạ. Ừ, được đấy nhỉ? Ờ. Thế lấy máy của anh chụp đi, lấy gì quay đi. Quay chừng á. Cho nó phát. Thế xuống đó là mày đỡ kịp mấy anh chị ơi. Nhé. Siêu siêu này nó chạy chạy ra té là. Đây, đây, đi đi. Được chưa? Đỡ kịp rồi đó, quay chừng á. Thế lỏng luôn, nó có trời. Chụp hình đi con này. Quay mặt ra bên đây. Quay mặt bên đây mà đưa cái ô qua bên này. Ô che với cái thác rồi. Nào. Nhắm mắt mất rồi. Kiểu này nó hơi hồn nhiên đi. Đẹp nhỉ. Cái này thì nhắm mắt mất rồi. Xóa. Đang lúc đẹp là nhắm xóa. Mắt. Xóa. Đi chụp lại. Đang còn ở trên thuyền mà sợ gì trời. Cái này đẹp không? Đây đi đứng đẹp. Ở kia cả nhà đi để quay cho. Đi đi. Không sợ đâu mà. Lên đi Hoài ơi. Lên trên này cả nhà lên trên kia đứng đi để gì quay cho. Lên đi lên đi. Con lên đi. Lên đi, lên đi. Máy con đẹp hơn. Vào máy con.
Ở thác Bản Dốc á chị ơi, em đang ở thác Bản Dốc ấy. Ở thác Bản Dốc ở Cao Bằng ấy chị ạ. À, em biết được chị về rồi chứ. Ra đây chơi em ơi, hai vợ chồng ra đây chơi đi. Nhìn đẹp quá. Dạ đúng rồi, đẹp mà chị. Chị ơi, hôm nay vào lễ hội à, Bản Dốc đi. Ngày kia chắc chắn vào là chị còn ở bên này nữa này chị này. Bên đây nữa. Còn có bao tối nhá. Mai vào đi, mai vào đi. Bác bó ngày nào đi chả được kể. Đây em ngồi xuống một tí. Ngồi chỗ nào? Ngồi chỗ nào nó đẹp rồi. Đang ở tác đây à? Ôi, nhìn nó ngon đấy. Ăn lên đi, ngon đấy. Ba hỏi em cái tháng gì nào ra? 10/24. Hôm nay 21 rồi. Đấy ngày kia vào nhá. Đấy chị có biết là đi lấy cố mà. Không, cái chân không đẹp. Cái chân không đẹp. Không đi giày. Không phải, ý là em không tạo kiểu em để hai chân ngang với nhau không đẹp. Cái này máy này chụp mới đẹp này. Đáng ra là một chân thu vào, một chân thu vào đúng rồi, một chân là đẹp. Sau mới đẹp.